Dương Tử từng dính vào đại án Tiểu Tam gây rúng động, netizen sau nhiều năm vẫn mạt sát vì lý do gì? Có những chuyện dù chỉ xảy ra đúng một lần, thế nhưng hệ quả để lại vô cùng to lớn và không thể xóa nhòa. Năm xưa, làng phim Hoa Ngữ cũng từng có trường hợp tương tự, khi Dương Tử cùng hai ngôi sao nữa dính vào đại án Tiểu Tam rúng động. Cụ thể, năm xưa, trước khi đóng chung Long Châu Truyền Kỳ, Dương Tử và bạn diễn Tần Tuấn Kiệt có khoảng thời gian hẹn hò với nhau, được phần đông khán giả ủng hộ. Nào ngờ đâu, chỉ sau 6 tháng công khai, vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đột ngột đường ai nấy đi, khiến ai nấy tiếc nuối. Bàn về lý do khiến hai diễn viên nổi tiếng showbiz chia tay, truyền thông đề cập đến nghi án xuất hiện của kẻ thứ ba. Năm đó, trong khi vẫn còn đang hẹn hò Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt đã đóng dự án Bong Bóng Mùa Hè cùng Trương Tuyết Nghênh. Khi ấy, đoàn phim có lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trương Tuyết Nghênh cùng Tần Tuấn Kiệt thân mật ăn chung một bát súp cây. Không chỉ nhiều lần múc chung bát, nữ diễn viên còn ngang nhiên đưa miệng vào húp sồn sột, trong khi Tần Tuấn Kiệt vẫn đang cầm bát ăn. Sau đó, vì hành động hơn mức bạn bè này, mỹ nhân Bạch Phát Vương Phi bị netizen gán cho cái danh Tiểu Tam, xen vào tình cảm của Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt. Hiện tại dù đã 5 năm trôi qua, vụ lùm xùm vẫn đeo bám Trương Tuyết Nghênh, mới đây là ở bài đăng chúc mừng đóng máy phim mới Mặt Bạch. Năm xưa vốn dĩ cả Dương Tử và Trương Tuyết Nghênh đã công khai phủ nhận chuyện Tiểu Tam, song netizen vẫn không buông tha cho mỹ nhân họ Trương. Nhiều bình luận mới nhất còn cho rằng nếu không có vụ súp cây này, có lẽ Trương Tuyết Nghênh đã trở thành tiểu hoa hàng đầu lứa 95. Tuy nhiên khán giả Việt lại nghĩ khác, khẳng định nhờ bắt súp định mệnh mà Trương Tuyết Nghênh mới thêm phần nổi tiếng. Chưa biết như thế nào, nhưng mấy cô bảo Việt năm xưa húp chung bát súp cũng bình thường thì tôi cũng xin, một netizen bày tỏ quan điểm của mình. Netizen Việt bình luận, chưa biết như thế nào nhưng mấy cô bảo Việt năm xưa húp chung bát súp cũng bình thường thì tôi cũng xin. Khi đó Tần Tuấn Kiệt chưa chia tay, Dương Tử vẫn là bạn gái chính thức, đây còn không phải là lúc diễn, vậy mà bình thường trong mắt một số người được. Mà cô này cũng có vừa đâu. Đi like video cô này với Tần Tuấn Kiệt rồi lên hẳn hạng một hot search, cho dù không phải Tiểu Tam mà làm thế cũng chẳng khác nào. Không ăn súp cay thì cũng làm gì đến mức đỉnh lưu. Chỉ sợ không phải là vụ húp súp cay thì mọi người không biết chị là ai thôi. Hiện tại cả ba diễn viên đều đã có con đường riêng, nổi tiếng nhất chắc chắn là Dương Tử với hàng loạt dự án nổi bật. Song vụ việc bắt súp cay năm xưa hiện tại vẫn là đề tài được bàn tán trên Weibo, khiến người trong cuộc không phiền hà thì cũng khó mà thân thiết đứng cạnh nhau như ngày xưa. Trương Tuyết Nghênh sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương và sớm bước chân vào làng giải trí từ năm lên 6 tuổi với tác phẩm Hero Doreen John Barriott. Năm 2009, nữ diễn viên gây chú ý với vai diễn thuở nhỏ của công chúa Quán Đào trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Cách đây không lâu, Sina nhận xét sự nghiệp của nữ diễn viên Tân Thần Điêu Đại Hiệp có dấu hiệu chững lại. Không chỉ vậy, cô còn mất đi sự hậu thuẫn của đàn chị Trương Tử Di. Ngày 22 tháng 3, Thu Chi Ao đưa tin mối quan hệ chị em thân thiết giữa Trương Tử Di và Trương Tuyết Nghênh đã đổ vỡ. Đại hoa đáng từng có khoảng thời gian không tiếc lời khen ngợi đàn em sinh năm 1997, còn nữ nghệ sĩ trẻ thường xuyên có động thái ủng hộ nhiều dự án mới của đàn chị. Theo Sina, tình tỉ muội của cặp sao rạn nứt từ tháng 12 năm 2020. Khi đó, Trương Tuyết Nghênh chia sẻ một bài viết quảng cáo cho show giải trí của đàn chị, nhưng lại bị dân mạng phát hiện lỗi sai mang tính thiếu tôn trọng hời hợt. Mặc những lời nhắc nhở của công chúng, nữ diễn viên tỏ ra dửng dưng không chỉnh sửa bài viết. Thái độ của cô bị đánh giá là làm cho có lệ, cốt để lấy lòng đàn chị Trương Tử Di. Sohu cho biết không chỉ mất đi chỗ dựa vững chắc bên đại hoa đáng, sự nghiệp của Trương Tuyết Nghênh thời gian qua cũng có dấu hiệu chững lại đi trông thấy. Từ đầu năm 2021, cô chưa nhận bất kỳ kịch bản phim chất lượng nào so với nhiều tên tuổi cùng lứa, thậm chí nhỏ tuổi hơn, nữ diễn viên đang cho thấy sự sa sút danh tiếng.